làm lại bộ kỹ năng mới cho Triệu Vân, không còn nội tại tích 20 điểm nữa. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bộ kỹ năng mới của Triệu Vân, hai máy chủ thử nghiệm được chỉnh sửa như thế nào nhé. Đầu tiên là nội tại mới, Triệu Vân đã bị mất đi khả năng tích 20 điểm nội tại từ việc hạ và phụ như trước nữa. Bây giờ thay thế bằng một nội tại mới, tất cả các chiêu thức của Triệu Vân đều có thể giải khống chế. Khi bạn bị khống chế có thể dùng chiêu 1, chiêu 2 hoặc chiêu 3 để giải khống chế. Sau khi giải khống chế thành công, bạn sẽ nhận được 2 tầng bạo nộ. Mỗi một tầng bạo nộ sẽ tăng tầm đánh và công vật lý cho Triệu Vân. Sau khi tích đủ 6 nội tại, cơ thể Triệu Vân sẽ to lên và gần như gấp đôi kích thước ban đầu. Đối với những hiệu ứng khống chế cứng với những choáng hất tung, sau khi giải thành công, Triệu Vân sẽ được 2 tầng bạo nộ. Các loại khống chế mềm ví dụ như làm chậm, sau khi giải được, Triệu Vân sẽ được 1 tầng bạo nộ. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu về các chiêu thức của Triệu Vân. Với chiêu 1 lập tức giải khống chế, tăng 60% tốc chạy. Đòn đánh thường tiếp theo là đòn cường hóa và không còn hiệu ứng làm chậm nữa. Tiếp theo là chiêu 2. Nếu đánh trúng mục tiêu bao gồm cả quái rừng và tướng địch, Triệu Vân sẽ tăng 200% tốc đánh và 50% hút máu. Nếu như bạn dùng vào không khí sẽ được 50% hiệu ứng trên. Còn về chiêu 3, chiêu cuối của Triệu Vân sẽ không còn khả năng hất tung nữa. Thay vì đơn mục tiêu như trước thì bây giờ chiêu cuối là sát thương lan. Sử dụng chiêu cuối bạn sẽ nhận được 1 tầng bạo nộ. Đòn đánh thường của Triệu Vân là đòn đánh thường cường hóa, gây 3% máu tối đa của đối phương thành sát thương chuẩn. Điều này giúp Triệu Vân tham hóa tâm lính cực kỳ nhanh, nhất là Caesar bạo chúa cấp 15 với nội tại đánh phần trăm máu thì ăn siêu nhanh luôn. Và đó là bộ kỹ năng mới của Triệu Vân đã được cập nhật tại máy chủ thử nghiệm.